Khi chúng ta đã quá nhàm chán với những mẫu điện thoại na ná nhau, chúng ta chỉ thấy sự bắt chiếc hào nhoáng vội vàng trong cuộc chạy đua giữa các nhà sản xuất. Cũng là lúc mà nhiều người nuối tiếc và tìm lại những ánh hào quang của quá khứ, thời mà mỗi chiếc điện thoại là cả một kỳ quan về thiết kế, là một thực thể duy nhất khác biệt. Trên tay mình chính là chiếc Fujitsu Around F08D Disney Mobile ra mắt ngày 22 tháng 2 năm 2012. Đây là sản phẩm luxury mà Fujitsu kết hợp với Disney phát triển. Thời điểm đó thì đây là một chiếc máy siêu phẩm đỉnh cao với giá bán ở Việt Nam lên tới hơn 10 triệu cùng các tính năng cao cấp như chống nước, nhận diện vân tay, camera 13 megapixel, công nghệ âm thanh Dolby, thiết kế rất đẹp cho những người yêu thế giới hoạt hình. Sản phẩm máy mới 100% nhập khẩu từ Nhật, phiên bản quốc tế chỉ có tiếng Anh, tiếng Việt và sử dụng 3G bình thường ở Việt Nam, với giá vô cùng hấp dẫn chỉ xấp xỉ 1 triệu đồng. Nhưng đặt vào thời điểm hiện tại thì chiếc máy này giống như một đồ cổ vật, minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của công nghệ nội địa Nhật Bản. Mình sẽ đánh giá chân thực nhất về những hạn chế của sản phẩm để giúp người dùng có được cái nhìn chính xác trước khi mua. Về thiết kế thì Fujitsu F08D trẻ trung vẫn toát lên vẻ bền bỉ made in Japan. Sản phẩm có thiết kế dạng thanh, thanh điệu với cắt vát bốn góc tạo ra sự khỏe khoắn. Với độ mỏng 8,8mm vào năm 2012 thì đây là một sản phẩm thuộc hàng siêu mẫu. Với kích cỡ màn hình chỉ 4,3 inch, máy rất gọn gàng cầm nắm. Sản phẩm hợp với các bạn gái hoặc các em học sinh nhỏ. Đây là sản phẩm thời trang mà Fujitsu kết hợp với Walt Disney để tạo nên. Máy có hai màu trắng và màu hồng dễ thương. Mặt trước của F08D nhìn khá nhã nhặn với 3 phím điều hướng. Có phím home được cách điệu hình chú chuột Mickey, biểu tượng hoạt hình của Walt Disney. Và phím này ấn nảy, nhẹ nhàng và khá nổi dễ bấm. Cụm cảm biến camera trước lộ rõ màu đen khi phối với tông màu hồng và màu trắng. Mặt sau nổi bật với cụm camera 13 megapixel, cảm biến vân tay và đèn flash LED. Phía dưới là hai chấu đồng để kết nối với đốc sạc. Viền cạnh máy được làm bằng kim loại vì sơn đồng màu nên không lộ rõ, nhưng tạo ra sự bền bỉ chắc chắn của sản phẩm. Các phím nguồn tăng giảm âm lượng được làm gồ lên và rất dễ bấm. Máy cũng có anten và móc khóa được giấu khéo léo. Phần đỉnh của máy là nắp bịt chống nước chứa các kết nối HDMI, tai nghe 3,5mm và cổng sạc. Tiêu chung thì F08D có một thiết kế trẻ trung nhưng khỏe khoắn, toát lên cái chất của hàng Nhật. Cảm giác cầm sản phẩm trên tay khá là thích vì nhỏ gọn, máy mỏng. Thiết kế với tiêu chuẩn chống nước nên các cổng kết nối được che giấu khiến máy nhìn càng trơn tru. Về cấu hình của Fujitsu F08D, 5 năm trước siêu khủng, giờ chỉ đáp ứng nhu cầu căn bản. Ở mức giá 1 triệu thì F08D là một sản phẩm có cấu hình đáng gờm với các sản phẩm chính hãng khác. Máy sử dụng con chip TiomF Dual Core 1,2GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB, màn hình độ phân giải QHD với kích thước là 4,3 inch, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Máy có khả năng nâng cấp thẻ nhớ lên tới 32GB. Với cấu hình này thì F08D vẫn chạy mượt mà các tác vụ căn bản như đọc báo và chơi một số game nhẹ. Nhưng các bạn lưu ý là cần phải tắt những ứng dụng chạy ngầm và không nên bật quá nhiều ứng dụng một lúc. Máy có hiện tượng giật lag vì thiếu RAM. Và để cài được nhiều ứng dụng hơn và có một không gian lưu trữ thoải mái thì khách hàng cần sử dụng thêm thẻ nhớ ngoài. Kết lại, nếu bạn đang tìm một sản phẩm nhanh, mạnh thì rất khó cho F08D đã ra mắt cách đây 5 năm. Và hiện giờ với mức giá chỉ tầm 990.000, rẻ bằng một cái ốp lưng của điện thoại cao cấp thì nó phù hợp với một chiếc điện thoại thời trang để nghe gọi và thực hiện các tác vụ căn bản. Khi sử dụng với Zalo, Viber hay Facebook liên tục gửi về máy những new feed hoặc các tin nhắn mới thì bạn sẽ cảm thấy sự chậm chạp rõ rệt của sản phẩm. Về những tính năng đặc biệt của Fujitsu F08D, năm 2012 thì nó có chống nước, có vân tay, có công nghệ âm thanh vòm Dolby đi trước thời đại. Chuẩn chống nước và chống bụi IP5X trên sản phẩm này có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút. Đặc biệt khi mua sản phẩm ở diện thông minh thì các bạn sẽ được bao test nước thoải mái để có thể yên tâm khi sử dụng. F08D cũng có cảm biến nhận diện vân tay ở mặt lưng, có khả năng ghi nhận 10 ngón tay. Cảm biến này thì mất 2 giây để mở khóa, chậm hơn rất nhiều so với 0,3 giây trên những thế hệ iPhone hiện nay. Và thao tác bằng việc vuốt vào cảm biến ở mặt lưng. Một trang bị hữu ích khác đó chính là công nghệ âm thanh Dolby, giúp giả lập âm thanh vòm khi đeo tai nghe và nhiều phong cách chơi nhạc khác nhau. Mình khá là thích chất âm phát ra từ F08D khi dùng với tai nghe Xiaomi Piston Iron hoặc là tai nghe EarPods của Apple. Bát rất ấm và âm thanh trung thực, mộc mạc. Sản phẩm còn có cổng hồng ngoại ở mặt sau giúp điều khiển các thiết bị TV. Camera của Fujitsu F08D 13 megapixel của ngày xưa, cổ nhưng chụp đủ sáng tốt. Với độ phân giải 13 megapixel khá cao, cách đây nhiều năm thì đây là một camera chất lượng, nhưng với sự phát triển vượt bậc của các thế hệ cảm biến máy ảnh camera mới trên điện thoại thì F08D đã trở nên lỗi thời ở thời điểm này. Với cảm biến ảnh nhỏ dẫn tới chụp thiếu sáng rất tệ. Một điều điểm nữa đó là máy cũng không cho phép người dùng lấy nét tự động, tức là chỉ có thể giơ lên và chụp, đôi khi sẽ không lấy nét chuẩn được vật thể. F08D cũng hỗ trợ quay video Full HD, chuẩn video xuất ra là 3GP chứ không phải là MP4 nên chất lượng cũng bị giảm sút. Nói chung, ngoài việc chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng tốt thì bạn không nên quá kỳ vọng vào công nghệ camera trên sản phẩm này.
Thời lượng pin của Fujitsu F08D là 1400 mAh, dùng nhiều chỉ trụ được gần 1 ngày. Với dư lượng khá khiêm tốn đã hy sinh cho chiếc máy mỏng manh thời trang. Sử dụng thực tế thì mình dùng nhiều một ngày phải sạc 2 lần. Máy sử dụng liên tục on screen khoảng được tầm 2 tiếng nếu sử dụng hỗn hợp. Còn chơi game thì chắc chắn sẽ chỉ trụ được khoảng trong vòng 1 tiếng. Nói chung thì Fujitsu F08D phù hợp với một sản phẩm siêu cua, không phải là một sản phẩm để hoạt động liên tục các tác vụ nặng. Nếu chỉ đơn thuần là nghe gọi nhắn tin thì máy có thể trụ được gần 1 ngày mới cần sạc. Để khắc phục tình trạng này thì khi mua Fujitsu F08D tại Diệu Thông Minh, các bạn sẽ được tặng kèm ngay viên pin dự phòng 5800 mAh trị giá 450.000. Với viên pin này thì các bạn có thể sạc được cho máy khoảng tầm hơn 3 lần và đã giải quyết được tình trạng vấn đề pin yếu trên sản phẩm. Và sản phẩm Fujitsu F08D ở Diệu Thông Minh thì có nguồn gốc và chất lượng như thế nào? Tuy là sản phẩm đã ra mắt từ khá lâu nhưng Diệu Thông Minh vẫn có những sản phẩm mới 100%. Bởi bản chất của những sản phẩm này là hàng tồn kho bên Nhật, có nhiều sản phẩm tồn kho và được thanh lý với mức giá tốt. Các bạn tuyệt đối không phải lo lắng về sản phẩm dựng hay nhái, vì chi phí sản xuất ra một chiếc điện thoại chống nước giá bán chỉ 1 triệu là điều không thể, kể cả các nhà sản xuất Trung Hoa cũng bó tay. Và sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 6 tháng phần cứng, đổi mới trong 15 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, hỗ trợ nâng cấp gói bảo hành 12 tháng, một đổi một trong 30 ngày chỉ với 200.000. Sản phẩm đi kèm là hộp giấy tái chế và có sạc cáp tương thích kèm theo máy. Cuối cùng thì chỉ với 1 triệu, sản phẩm này sẽ phù hợp với các bạn thích mua thêm một sản phẩm siêu cua mà vẫn đáp ứng đẳng cấp, đáng yêu hoặc sở hữu một chiếc điện thoại danh tiếng một thời để sưu tầm. Hoặc các bậc phụ huynh mua sản phẩm này cho các em nhỏ cấp 1, cấp 2 để phục vụ việc học tập như cài từ điển, liên lạc với gia đình và giải trí nhẹ nhàng. Và để sở hữu chiếc máy này thì các bạn có thể qua những hệ thống showroom di động thông minh trên toàn quốc hoặc mua hàng online hoặc gọi đến 1900 6815 để được tư vấn kỹ càng nhất. Còn bây giờ xin chào, cũng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.